Mình ở cái cõi này mình tu vậy đó, nhưng mình bước ra là bị khảo đảo. Mà tu bữa nào tu nhiều là khảo đảo nhiều. Tu nhiều là khảo đảo nhiều. Nên từ đâu đó mà tu ít thì khảo đảo ít, mà tu nhiều khảo đảo nhiều. Biết sao khảo đảo nhiều không? Vì con nợ nó thấy mình có dốt, hiểu không? Thấy mình có dốt. Thí dụ như mình nghèo quá, người ta lợi người ta đòi tiền hoài, thấy mình nghèo sơ nghèo sát, nhà toàn là rác. Thôi nhà nó nghèo quá, đòi nợ chi cho nó mệt. Vậy mà quý vị vừa mới làm ăn có tiền chút đỉnh là nợ nó kéo ào ào đến, đúng không? Đó, đúng không? Nên quý vị lễ được 1.500 lại rồi thì bắt đầu không khéo nó vớt quý vị mắt sạch 1.500 lại. Bởi vì những đức mới giảng cái đề nè, vì sao niệm Phật niệm Bồ Tát công đức lớn? Vì nhẫn, vì nhẫn mới được, hiểu chưa? Nên những đức nói rằng cái cuộc đời những đức tu là những đức nhờ cái chúng mình, nhớ quý vị, nhờ quý vị, nhờ các cụ già, nhờ đại chúng trong chùa. Tại vì con người mình cái gì vì bản thân mình sao cũng được, mà mình nghĩ tới người ta, quý vị. Mình nghĩ mình nói trước người ta dữ quá, mà mình đụng cái gì mình bực bội lên, mình làm không đúng, mình nói vậy là những lời nói mình vứt vô thùng rác hết, hiểu chưa? Nên bản thân của mình phải suy nghĩ cho kỹ. Từ khi là bản thân mình nó không còn duyên còn phước gì hướng dẫn ta tu thì cái đó không ai nói được mình. Còn cái cỡ nào mình cũng nhận. Nói chuyện sẽ ưa nói cái quá, ngộ nha. Mình nói chuyện toàn là mình nói cái, không thấy nói đực nha. Biết sao mình nói cái không? Biết sao? Tại vì mẹ mình là cái, nên từ nơi đó mình nặng lòng với mẹ quá, nên cái gì mình cũng cái không. Nhớ không? Mà thật sự nghe, tự nhiên mình niệm Phật niệm Bồ Tát, cái nhân duyên mình với chúng, với chúng sanh dữ dằn thiệt ta. Mình không ngờ luôn, thật sự mà nó không tưởng tượng được. Bởi vì cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn thù thắng. Những đức nói người không có duyên niệm có duyên, người không có phước niệm với có phước. Mà cái phước duyên lớn nhất của mình là mình sống thường vui, con người thường hoan hỷ. Khi gặp cái sự cố gì tu nhớ nha, tu mà gặp cái sự cố gì mà chỉ cần lèo qua một cái là nó an lạc dữ lắm. Nó lèo qua một cái là nó an lạc lắm. Hồi sáng mà nhận đức lại 500 danh hiệu đó, nó cũng lèo qua một cái. Cái đầu của nhận đức lèo qua một cái. Hai giờ thức dậy, mấy thầy qua báo việc này việc kia. Xong những đức nói giờ này cái đầu này sao đây, suy nghĩ đây, bây giờ phải làm sao đây, quyết định chạy qua bên hộ pháp. Thì kêu cái anh mà chỉnh âm thanh, anh Thanh qua bật âm thanh. Anh Thanh sáng nay làm 500 danh hiệu. Làm luôn, nghe quyết định luôn, tự nhiên nghĩ ra luôn. Nghĩ ra bây giờ nếu mà ngày mai coi chừng xe cộ này rồi cái số lượng người qua chùa hộ pháp mà quá đông đây, lỡ có vấn đề gì phiền phức, nhất là sợ nhất các cụ khi lại xong mà đi ra đường bên đó xe hàng dữ lắm, xe container nhiều lắm, nó chạy ầm ầm ghê lắm, nên mình sợ có chuyện gì lôi ra hết trơn luôn, chứ không phải đơn giản đâu. Mình tính con đường lâu dài quý vị, thấy không? Thôi kệ, cố gắng. Giống như mình cố gắng là mình dùng hết sức để mình tính ra để mình làm cái chương trình này, thì sao mà cũng tròn lời hứa 2.000 lại. Mà nhờ vậy mà hồi sáng bật máy khỏe. Bật máy mà giống hình có nhận đức lại thiệt luôn quý vị. Bật máy hồi sáng á, lại mà trong đó pha trò quá trời luôn, đúng không? Vui bộ vậy đâu. Đó. Không mà ngộ nghe, mình mà bật máy không mà mình lại khỏe quý vị, khỏe hơn là cầm micro lại. Tại cầm micro lại nó hút hơn thì sao, mà lúc này làm như những đứt mập hay sao mà nước trong người vậy, nó chảy hoài mà không hết. Trời ơi, gì đâu mà nước nó chảy, gì đâu mà mấy cái áo nó cũng ướt hết luôn, chảy đến mức mà lại mà với cái nền ướt luôn, rồi áo mình mãi ướt nhẹp, cái gì nó cũng ướt.
Cái gì nó cũng uống, cái ướt cái gì nó thiệt luôn. Trời ơi, cái gì đâu mà về rồi, trời ơi, người gì đâu mà gặp quạt gió nó quạt. Nó nói chứ cũng khỏe đó quý vị. Nó quạt chỗ đó mà không có đơn giản đâu. Ừ. Nó nên, bởi vì chắc nó muốn gió nhập hay sao, nó muốn ói. Mà chuyến này lại sao nó khảo đảo ghê nghe. Hồi đó gì như Đức Lại đâu có vụ muốn ói đâu. Mà chuyến này như Đức Lại muốn ói á, ta lại lên cái lệnh là giống như đùa chứ. Mày ngộ kỳ chạc. Thấy không? Mà hồi tối lễ cuối cùng khỏe. Càng gì sao càng khỏe. Hồi tối á, càng lễ gì sao càng khỏe quý vị. Nó rồi sáng nay qua lễ 500 danh hiệu mà lễ gần xa càng sao càng vui. Trời ơi, được 500 danh hiệu sáng thấy rồi được, ngon à. Được rồi. Thấy không? Mình thấy đoạn đường này mình đi sắp sửa xong rồi đó quý vị. Không, mình thấy mình làm việc cho Phật Bồ Tát quý vị à. Dù cỡ nào cũng xong. Dù cỡ nào cũng xong. Đúng không? Đó. Mà tính sao mà ai thấy cũng thoải mái nghe, ai cũng vui nghe. Đó. Nên từ nơi đó mà bây giờ đem tượng Phật qua đây là một chút ở đầu là tặng tượng Phật á. Ở đây ai thỉnh tượng Phật đưa tay coi quý vị. À cũng nhiều quá nghe. À được. Đó một chút là bắt đầu là mình được thỉnh tượng Phật. Nhớ nè, gia đình có cơ hội chuyến này xe đi nghe, thỉnh tượng Phật đi. Các vị biết rằng tượng Phật này những đức đặt á, đẹp lắm. Mấy anh em đem một pho tượng Di Đà ở đây có mấy anh em à. Trời ơi, bữa đó nghe cái đoàn ở, cái đoàn ở đâu ta, ở miền ngoài, họ thỉnh có một, hai bộ tượng Phật thôi. Vậy mà những đức đem pho tượng ra cho họ coi. Họ thỉnh 14 pho tượng, 14 bộ. Tại vì tượng đẹp quá. Ờ, tượng quá đẹp. Nên từ nơi đó mà ta nhìn cái là ta thích. Quý vị ơi, nhà mà có một bộ tượng Phật này thôi, những đức nói đây là cái lộc lớn nhất của nhà quý vị rồi đó. Những đức nói cái lộc lớn nhất. Ở ngoài mà mình đi mua bộ tượng này khi cũng mấy triệu bạc đó quý vị. Nhưng mà chùa mình những đức đặt á, tại gốc ngày xưa giờ người ta lấy tiền mình có 1 triệu 1 bộ. Mà chuyến này những đức đặt gần 500 bộ. Đó. À, bộ 1 triệu 1 triệu 1 triệu vậy đó. Nó ai thỉnh là tặng. Đúng không? Không có lấy tiền đâu đừng sợ. Về á, quý vị cứ bắt cái điệu lễ Phật lên. Quý vị tôn tượng Phật lên bàn thờ xong hết. Quý vị chỉ cần mà niệm địa chung thờ lễ Phật thờ là xong. Từ đó về sau cứ như vậy mà tu. Việc này ai cũng làm được gọn hơn luôn. Thấy chưa? Mà cái ngày mà tôn tượng lên á, nếu như mà mình có phóng sanh thêm cái nữa thì quá hay. Lễ Phật thờ xong phóng sanh cái nữa là ngày an vị Phật rồi. Phật Bồ Tát từ bi thương chúng sanh, mình niệm danh hiệu ngài là cúng dường. Rồi mình á, phóng sanh là đại cúng dường cho Phật Bồ Tát. Vậy là an vị Phật đặc biệt rồi. Nó nên á, mỗi một người á, có dịp đi đến đây, đây là cơ hội quý vị. Có khi cuộc đời vô thường, từ đây tới Du Lan biết những đứa còn sống hay không. Rồi có khi nói gì để dài bữa tôi thỉnh tượng Phật. Tới ngày đó chết queo rồi còn đâu cho thỉnh. Bây giờ có cơ hội thỉnh đi. Cái việc thờ Phật đừng có hạn. Mình thờ bộ tượng Phật trong nhà mình cái nghe. Là từ đó về sau con cháu mình có theo gì mà nó thờ. Đâu có dám. Con cháu mình đâu có dám cái chuyện tầm bậy tầm bạ mà dám đem tượng Phật đi tầm bậy được chẹn. Nên từ nơi đó mà gia đình bị thờ Phật đó, nó đặc biệt dữ lắm. Hay lắm quý vị ơi. Rồi mỗi ngày mình niệm Phật lễ Phật mình á, nghe Pháp hai thờ là cái tâm trạng của người mình nó thoải mái dữ lắm. Những đức nói quý vị mà đăng ký cái trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ, quý vị đăng ký đi. Rồi xong mỗi ngày cố gắng nghe Pháp đi. Cái tâm tư quý vị nó cởi mở hết trơn. Trời ơi nó vui gì đâu. Hiểu không? Đó. Cho biết vui lắm á. Thật sự mà nói, bao nhiêu việc mà những đức lúc nào cũng thoải mái. Quý vị nghĩ đi bây giờ, quý vị nhìn những đức nếu mà buồn á, không có giả được đâu quý vị. Buồn đố mà giả luôn, sao giả?
Chỉ cần con người buồn mà bước lên thôi, bước lên thôi mình mà vui á là mình vui về sao, phải không? Vui đi, vui. Nó không có vui thiệt đâu, buồn sao vui thiệt. Nên con người mình, cái tâm trạng mình á, là người tu hành nhớ nghe, những cái gì mà không vừa lòng không vừa ý buông ra càng sớm càng tốt, buông càng sớm càng tốt ra là tức khắc con người bị nó tự tại vui vẻ an lạc liền à. Nó nên những đức nói á, đây thấy không, tượng Phật quá đẹp luôn. Thôi kệ đi, giờ Đức Phật A Di Đà mà cho chúng sanh ta chiêm ngưỡng Đức Phật ơi. Giờ á, tặng tượng người ta tặng đó nghe, mà còn đem tượng ra mà đưa lên cho Phật tử coi nữa. Thấy chưa, tượng đẹp không quý vị? Tượng Di Đà quá đẹp luôn. Để cái mặt mình gần gần gương mặt Di Đà để mình giống giống Di Đà chút coi. À, Phật Di Đà ơi, mai mốt à, khi thọ mạng con đến, ngài đến rước con nghe Phật Di Đà. Bây giờ cả đời của con mà đặt tượng của ngài biết bao nhiêu mà nói, ngài mà không rước con là con buồn lắm. Thấy không? Đẹp lắm quý vị. Đa phần con người ta ai cũng thích vàng 24. Nên Phật trong kinh nói rằng là thân sắc vàng rồng. Thấy không? Thì mình làm tượng cũng là tượng vàng 24, màu vàng 24, để đem bộ tượng về nhà, gia đình mình tự nhiên vui vẻ an lạc khi nhìn tượng niệm Phật. Rồi cái phước duyên từ đó mà phát triển, gia đạo làm ăn càng ngày càng tốt, khấm khá. Rồi lỡ chùa cúng dường nhiều nhiều một chút. Đúng không? Cảm ơn thầy tặng cho con bộ tượng Phật, mà về con làm ăn được quá vàng, nhờ niệm Phật. Không, thờ tượng không cũng chưa được đâu. Thờ tượng phải niệm Phật, rồi phải nghe Pháp, rồi từ nơi nhìn Phật. Ví dụ như mình nhìn tượng Di Đà thì mình lỡ mình cái gì, mình sân si khó chịu này kia, mình nhìn tượng Di Đà, A là vô Di Đà là lượng, Phật là giác. Mình nói là mình thờ tượng Di Đà, mình có giác ngộ hay không? Đó, nhìn tượng là vậy đó. Có nghĩa là nhiều người nói rằng là bây giờ con thỉnh tượng về, rồi con á phải cần khai quang điểm nhãn cho Phật không thầy? Những đức nói chúng ta không có cửa đó. Phật khai quang điểm nhãn cho ta, chứ ta mà làm sao có khả năng khai quang điểm nhãn cho Phật. Mình nhìn tượng Phật là mình giác ngộ, là tượng Di Đà. Mình nhìn Quan Âm là mình ác với ai, mình hỏi mình có từ bi hay không, vì danh hiệu Quan Âm từ bi, khoan dung mà tha thứ. Mình nhìn Đại Thế Chí Bồ Tát thì mình hỏi lại mình coi mình dụng tình hành sự hay là dụng trí hành sự. À, cả đời của người chúng ta khổ là do dụng tình hành sự không đó. Quý vị coi như nhà mình mà mình khổ vì con, vì chồng là vì cái gì? Tình cảm. Phải không? Tình cảm nó buộc ràng. Có người mình bị một cái tình cảm này nó buộc rồi, có người mình á gặp nhau thì mừng mà xa nhau thì khổ. Nên Phật có nói là xa liền khổ là do tình cảm mà ra. Nên Đại Thế Chí Bồ Tát biểu trưng cho sự trí tuệ, hiểu được nguyên lý con người, duyên hợp thì gặp mà duyên hết thì xa. Nên mình thờ Phật Di Đà là nhắc mình giác ngộ, mình thờ Quan Âm là nhắc mình từ bi, mình thờ Đại Thế Chí là nhắc mình trí tuệ để áp dụng trong cuộc đời. Nó thờ Phật hay chưa? Đó, cái đó là cái nhà Đức hướng dẫn quý vị rõ ràng rồi đó, dễ hiểu luôn đó. Nên nó mình thờ Phật là hay lắm, Phật khai quang điểm nhãn cho mình, chứ mình sao khai quang điểm nhãn cho Phật. Đó, mà nhà Đức nói nghe quý vị mà thờ Phật trong nhà nghe, nhà Đức nói mấy cô nghe, mấy cô rảnh mấy cô cứ nhìn Phật đi. Tôi nói thiệt chứ hồi xưa tôi hô cỡ nào mà nhìn Phật giết mà đỡ hô. Nhìn Phật giết cười mà hết hô. Hồi sáng lại Quan Âm xong đi ra, mấy bà già bà bu lại bà nhìn bà nói nè: ủa thầy đẹp mà đâu có xấu. Nó bây giờ niệm Phật bà đỡ rồi đó, chứ xưa ghê lắm. Nếu mà có cái máy chiếu á nghe, bắt cho quý vị coi cái dung nhan như Đức ngày xưa, gọi là cái dung nhan đó gọi là gì, hoa nhường nguyệt thẹn đó.
cái bài giảng mà ngồi kia ở trong cái bình bông bự chà bá mà bận bộ đồ lam đó nhá không. Coi cái bài giảng đó, nhìn quý vị coi xong một cái là quý vị khỏi ăn cơm, biết cỡ nào rồi đó, nhìn thấy ghê cỡ nào từ đó. Nên mà quý vị biết rằng niệm Phật giết mà còn có được, thấy chưa? Mà sướng hồi xưa vì những đức đi hai hàng kỳ lắm, nó đã ốm rồi mà đi gì đâu mà cái chân bẹt 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 cái đi gan dịch vậy mà tu giết bây giờ đi hàng gửi. Ngộ ghê không? Là giờ nó nói bị ghê, cái người niệm Phật với nó có duyên, nó có phước, nó chuyển tướng quý vị ơi. Nó vị. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng rõ ràng cái người niệm Phật không, hướng dẫn người ta niệm Phật chờ người quan hỷ. Những đức thấy cuộc đời mình sống vui ghê, tự nhiên ai gặp mình thấy cũng vui, đa vần gặp nhau thấy vui ghê, không có cái gì mà cảm giác giác sợ gì chẳng chật. Mà không, mình tu mà người ta gặp mình ta sợ là thua nghe. Người ta quý thương mình nói người ta nghe, người ta sợ mình nói người ta không có nghe. Vì người ta sợ mình là người ta tránh mình, chứ người ta đâu có nghe mình. Người ta thương người ta mới nghe, quý vị công nhận không? Thương mới nghe, đúng quý vị? Thương mới nghe, còn sợ không có nghe. Sợ là người ta tránh mình thôi, ta gặp mình đâu ta tránh mình ở đó thôi, chứ người ta không có sợ nghe mình đâu. Nó có đứa bé nhỏ xíu xíu nó ngoan ghê chưa. Ở đây là tôi đào tạo Phật tử bé đó, bé bỏng đó, thấy chưa? Từ khi còn nhỏ đó mà mang thai là ở đây tu, bây giờ thấy không? Ngồi nghe nhà Đức nói chuyện im re, thấy chưa? Nó còn đứa nó đòn chị Mai đâu có tiêu rồi. Nó dễ mà dễ thương gì đâu. Mà con nít chùa mình công nhận gặp một cái là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đúng rõ ràng Phật A Di Đà tạo ra nhiều A Di Đà Phật. Thấy không? Rõ ràng không? Dù là Ngài ở cái cảnh giới cực lạc, nhưng mà tượng của Ngài, cái đức của Ngài mà gọi là chúng sanh vô lượng kiếp vẫn là tôn thờ cái đức của Phật Di Đà. Nên con người mình nó có một cái đức tin, mình bình an lắm quý vị. Những đức nói với vị nghe, vị thiếu đức tin là vị không biết nương tựa vào đâu. Nên con người sống trong cuộc đời này phải nương vào một cái đức tin, phải có một đức tin. Cái dù cái đức tin đó đó quý vị mình không có thấy, nhưng mà nếu không có cái đức tin là quý vị sẽ bất an trong cuộc đời này lắm. Thí dụ như người ta ngoài đời người ta không có tu gì hết, nhưng mà người ta xảy ra chuyện gì người ta nói cầu ông chờ ơi, ông chờ, ông chờ, ông giúp giùm đi ông chờ ơi. Không, đó cũng là một đức tin. Còn mình học Phật có cái nền giáo dục quá rộng, tại sao mình không tin Phật? Mình phải có lòng tin Phật cho cực kỳ cao. Bây giờ mình đang còn sống ở cõi đời này mình sống gì? Mà khi cặn tử nghiệp của cuộc đời mình nghĩ tin chắc là Phật A Di Đà sẽ đến rước mình. Mình tin như vậy thì mỗi ngày mình sẽ niệm Phật à. Chính bản thân những đức nhờ bình an là nhờ từ đâu? Niệm Phật mà ra. Nhờ bình an là nhờ từ niệm Phật mà ra. Nếu những đức không niệm Phật sao những đức được bình an gì? Nó. Trời ơi. Quý vị lễ 1500 danh lạ, 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị có bị ê chân quý vị? Ê không? Sao như đức ê quá à? Ê nha. Nó ê ê ê đồ gói ngộ ghê. Họ đi xuống cầu thang mà đi giống như đi như là người mẫu đi. Đi xuống cầu thang mà đi nó bước xuống nó không có dùng chân được. Bước mà bước cái chân thẳng vậy nè. Xuống. À, trời ơi nó ê ghê. Mà sao lại Phật hoài mà sao cứ mỗi lần lại Phật là bị sổ đùi, không biết đùi này đùi gì mà kỳ cục. Nào, mấy cô hay ha. Không ê gì hết luôn. Công nhận hay thiệt nha. Thấy không? Không ê vậy đó nghe. Chứ một hai ngày hết trơn rồi mà nó cái chân nó khỏe dữ lắm. Ừ, rất là khỏe, không có sao đâu. Nó chiều nay còn có 500 danh hiệu nữa hay không? Khỏe re. Sao đâu. Nó quyết chí nghe. À, rồi thấy cái chuyến này mình đi là ngon lành. Nhưng mà tính vậy chứ quý vị thấy hay ghê không? Ngày nay xong rồi, ngày mai á, là mình đi qua bên kia mình cộng tu là 11 giờ mình về ngon lành luôn. Quá đặc biệt mà quý vị. Tính ra cái thì cũng được qua hộ pháp luôn rồi. Cái nhiều người đoạn ở đây người ta cũng muốn qua hộ pháp đó quý vị. Mà nếu qua hộ pháp mà đi vòng vòng xong đi về ủ quá. Mà ngày mai lại ngay chủ nhật.
sao bỏ được. À, ngay chủ nhật sao bỏ. Đó, nên từ nơi đó mà bây giờ nghe một chút nè. Ai muốn thỉnh một pho tượng Di Đà thì cũng được. Nghe không? Ai muốn thỉnh bộ Tam Thánh mà như Đức khuyến vị nên thỉnh bộ Tam Thánh đi. À, nên thỉnh Tam Thánh đi. Di Đà của Âm Thế Chí luôn. Đồ. Nhưng nhớ nè, ở nhà ví dụ như mấy cô thỉnh mà chồng có cho không? Hiểu không? Cứ hỏi coi chồng nó cho thỉnh không nghe. Chứ thỉnh về mà nó không cho thờ mà nó nói này nói kia cũng mang tội. Hiểu không? Nó phải cho. Nó còn mấy ông thỉnh thì coi vợ nó chịu không. Nhưng mà mình lần này ông mình quyết định chứ đàn ông mà mình. Ông mình cũng quyết định một hai chuyện chứ gì đâu. Quyết định được là thua. Hiểu không? Đó. Quý vị thấy không? Chùa mình đông người vậy đó. Mà mấy anh em làm việc bên cạnh những đức mấy. Quý vị về đây quý vị thấy quý thầy mấy chú chùa mình dễ thương quý vị. À. Làm việc cực lực. Làm tối ngày, còn đêm có ngủ gì đâu. Khi quý vị đi nghỉ là mấy thầy mấy chú còn phải đi dọn dẹp. Còn phải đi dọn dẹp tùm lum chuyện. Nhớ không? Từ nơi đó mà quý vị biết rằng á, mình về đây mình tu gì quý vị. Quý vị tu cũng có khi cũng thấy mỏi mệt rồi đó. Nhưng mà mấy thầy mấy chú còn mỏi mệt hơn. Thật sự luôn. Quý vị biết á, xong rồi này nè, phải chà hết mấy miếng niệm này. Chứ không chà đâu có được đâu. Tại vì bữa hẩm ướt mấy ngày nay nó hôi. Phải chà. Mà chà xong phải đi phơ. Trời ơi, phơ mà gặp mà nắng thì thôi, mà mưa cái đem vô chút cái đem ra, đem vô đem ra. Rồi nó nói cho mền đắp mấy ngày nay nó cũng mồ hôi mồ kê. Nó cũng có mùi chứ. Bây giờ phải lôi ra giặt. Ý những đức muốn nói cho quý vị nghe để cái tâm quý vị khi mình về chùa mà gặp một ngôi chùa gì mình trân quý vị ơi. Trân quý. Những đức nói thật lòng chứ. Quý vị gặp Phật pháp hồi đó tới giờ quý vị đi chùa nhiều. Quý vị thấy ông thầy nào những đức nói không phải là khen mình nghe. Nhưng những đức nói cho quý vị nghe chứ. Những đức là quá nhiệt tình với quý vị rồi đó. Quá nhiệt tình luôn rồi đó. Hết lòng hết dạ. Thì biết sao mà những đức hết lòng hết dạ không? Tại vì cuộc đời những đức sinh ra nghèo quá. Đời của mình đâu có được cái gì đâu quý vị. Nghèo mà còn tạo nghiệp. Khổ quá. Mình đâu phải là sinh gia đình nhà giàu gì đâu. Nghèo quá trời nghèo. Ngày xưa quý vị biết những đức mà đi giăng câu á. Giăng câu ếch á. Còn nhỏ á. Đi vô trong đồng mà đi bằng đêm lủi thủi mình. Mà vô đồng đói quá. Đâu có đem gì đâu ăn đâu. Dính được con ếch, kiếm lửa đốt lên. Con ếch nó vừa mới ăn trùng, nướng dứt con ếch luôn. Cái sự sinh tồn của cuộc sống. Sinh tồn. Đâu có nước uống đâu. Múc miếng nước uống ở trong bờ lúa. Uống xong nghe cái mùi thơm thơm. Nhìn kế bên có đống phân chảy xuống. Cũng xong mà. Thế sao bây giờ? Sinh tồn mà bây giờ sao bây giờ? Thấy không? Con người ta từ khi còn nhỏ kiếm ăn khổ quá. Rồi lên thành phố làm mười mấy năm có được cái gì đâu, khổ quá trời. Tuy là cũng ăn chơi nhưng mà thấy cuộc đời nó không có ý nghĩa chứ quý vị ơi. Bây giờ tự nhiên mình gặp Phật pháp mười mấy năm nay mình tu, tự nhiên mình thấy sao Phật pháp hay quá. Từ một con người như mình mà bây giờ mà được người ta quý thương gì, trời ơi, làm bao nhiêu chuyện ý nghĩa trong cuộc đời. Tự nhiên mình thấy bây giờ trong lòng mình muốn đem Phật pháp mình chân thật mình. Hết lòng hết dạ mình trong cái cuộc đời còn lại này. Mình đem mình giới thiệu hết lòng hết dạ cho người ta. Thấy Bồ Tát Quán Thế Âm cái nhân duyên của Ngài đặc biệt quá. Nên dựa vào cái ngày lễ của Ngài để mà giới thiệu tịnh độ. Nhưng Đức làm đây là như Đức nhìn hình tượng Bồ Tát á, mà làm đó. Dựa vào cái pháp hội Quán Âm mà để khuyên người ta niệm Di Đà. Vì đời như Đức niệm Di Đà mà. Chuyên niệm Di Đà mà nhờ từ bắt cầu từ Bồ Tát Quán Thế Âm mà niệm Di Đà. Mà bây giờ mà được sống ý nghĩa gì nè quý vị. Sống vui gì nè. Trời ơi cuộc đời những Đức nói là mười mấy hai chục năm ngoài đời những Đức nghe.
không bằng một ngày nhà Đức sống trong chùa. Một ngày nhà Đức sống trong chùa còn ý nghĩa hơn. Bởi vì giờ nhà Đức muốn đem Phật Pháp này giới thiệu cho quý vị. Mà hay lắm quý vị ơi, Phật Pháp giúp cho mình hết khổ, giúp cho mình thường vui mà không có khổ. Tại vì cái nguyên lý của cái khổ và cái vui mình hiểu rồi quý vị à. Nên tự nơi đó mà quý vị tiếp nhận Phật Pháp được là hay lắm. Nhất là chiếc máy nghe Pháp này nè, về mà cầm nghe, hoặc là ai có điện thoại thì đăng ký cái trang mỗi ngày nghe. Những buổi giảng này nghe lại đi rồi vì sẽ thấy thấm thiết. Khi bị buồn nghe, bị nghe hết trơn buồn à. Tại vì Đức ưa nhắc cái câu là buồn cũng sống mà vui cũng sống. Vậy buồn sống làm chi? Vui sống đại đi, đúng không? Chồng đánh cũng sống mà chồng không đánh cũng sống. Vậy thì nó đánh mình rồi, mình cũng phải sống. Mà sống thì vui mà sống, đừng có khổ sống làm chi. Niệm Phật nó mới vui nghe quý vị. Rồi cái đèn bông sen này nè, quý vị đặt, quý vị đem để bàn thờ ông bà mình á. Trên bàn thờ ông bà mình, tổ tiên mình còn nhiều người chưa siêu thoát đâu. Mình để cái đèn bông sen này để niệm Phật suốt trên bàn thờ, đúng không? Cắm ghim điện suốt luôn mà có đèn. Bắt cái điệu niệm Phật, bắt lên cái là để trên bàn thờ suốt là ấm áp. Ông bà tổ tiên mình được siêu thoát, con cháu cũng thịnh vượng. Nó đi về chùa những Đức giới thiệu. Còn máy niệm Phật là những Đức tặng à. Chiều nay là tặng á, thấy không? Đó. Tặng cái này mà lỡ thiếu một cái chắc không biết sao luôn. Thì thôi chứ làm sao. Nhớ nè, lỡ mà 20.000 cái máy niệm Phật mà nó thiếu đi, thí dụ đi, thì mình đừng có nói cái câu này nghe, xùi thấy ghê. À, mình ưa vậy lắm. Xùi ghê. Đừng câu xùi chứ, xùi gì. Mình không có thôi, mình mừng cho người ta được có. Xùi gì đâu xùi. Hiểu không? Nó. Mà trong cái máy niệm Phật đó nó có 3 bài pháp nghe. Kỳ này cái máy niệm Phật này có 3 bài pháp đó. Cái vị rảnh rảnh bật lên nghe đi, 3 bài pháp ngắn nó hay lắm á. Đó. Nên á, từ nơi đó mà cái gì những Đức cũng nhắc nhở giới thiệu gì hết trơn rồi đó. Những Đức thấy những Đức gặp Phật Pháp đến với cái cuộc đời này đối với chúng sanh là những Đức hết lòng. Ngày xưa những Đức coi công đoạn của Hòa Thượng Diệu Liên ở bên Đài Loan, Ngài có nói một câu. Ngài nói rằng Đức Phật A Di Đà phát lên 48 lời đại nguyện, tôi phát lên thêm một nguyện nữa. Bất cứ một chúng sanh nào thấy hình tướng của tôi, nghe tên của tôi, nghe tiếng của tôi, nhất định chúng sanh đó tôi sẽ đổ họ về tới cực lạc. Vậy thì bây giờ Ngài muốn làm được như vậy thì phải làm sao? Ngài phải về cực lạc, đúng không? Bây giờ chúng ta ngồi trong cái pháp hội này nè, chỉ cần một người trong đây về cực lạc thì cái lời nguyện đi rang luôn. Thí dụ như bây giờ những đức đời này về cực lạc, 100% mỗi một chúng sanh mà chúng ta đã từng nghe qua mình, thấy qua mình, dù ở phương xa, dù ở đâu đi chăng nữa, duyên đó nhất định mình sẽ đến để tiếp dẫn họ. Chắc chắn luôn. Vì Ngài Diệu Liên, Ngài nói rằng là Ngài sẽ đến, là đến với ai? Đến với Phật A Di Đà. Vì bạn là thánh chúng nên bạn sẽ cùng đi với Phật A Di Đà đến rước chúng sanh đó. Vì bạn ở chúng sanh đó có duyên nên bạn đến rước. Quý vị coi câu chuyện nghịch duyên mà mấy con heo đến rước bà đó, thấy chưa? Là vì sao? Vì nó có duyên với bà này. Nên bây giờ chúng ta ngồi ở đây vì đã có duyên rồi. Dù bây giờ ngồi tuốt ở dưới không thấy mặt nhân đức, nhưng nghe qua tiếng cũng có duyên. Vậy thì cỡ nào chúng ta cũng sẽ đổ nhau được hết, chắc chắn luôn. Thí dụ như mình đã có duyên chút rồi, duyên nó đến là mình đến liền. Nhưng mà quý vị phải về cực lạc mới đến được. Còn quý vị mà không về cực lạc thôi chịu thua. Không về cực lạc là bó tay chịu thua quý vị à. Nên nhất định phải về cực lạc. Nên niệm Phật niệm Bồ Tát mà công đức lớn là từ đâu? Từ chữ nhẫn mà ra. Không nhẫn không có công đức. Nhớ nghe, không nhẫn là không có công đức. Mình về đây mình ăn, mình ăn mà hơi thiếu đi, mình nằm hơi chặt đi, gặp cái bà đó nói chuyện nhiều đi, gặp cái bà đó tu xong mới về bà không tắm đi, nằm kế bên bà không tắm, mà khi bà ngủ bà đưa nguyên cái cánh bà ra. Không có mà. Có khi nữ nữ nằm nhau ghê lắm.
giống như xác chết trên cao nguyên. Nên á, lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa mà khi mà ở trong một cái tiệc rượu, lúc còn ở hoàng cung, khi mà ăn uống no say xong thì bắt đầu là cung nữ đồ nằm ngã nghiêng ngủ hơ thay, thì Thái tử Tất Đạt Đa ngày đi một vòng, ngày nói: trời ơi, hồi nãy mới đây nhìn một cái dung nhan diễm lệ yêu kiều, mà mới đây thôi mà nhìn như vậy, nhìn cô gái hồi nãy cười quá đẹp mà bây giờ nước miếng nước mồm chảy tùm lum khi ngủ, trời ơi. Rồi tay chân thì tay đưa hướng Tây, chân đưa hướng Bắc, thì ghê. Không mà quý vị thử đi, nằm mà ngủ tập thể đông quý vị mà chưa ngủ được, quý vị quan sát thử coi, thì quý vị sẽ thấy người nữ mình cũng ớt. Có nhiều bà phải ngủ bắp phành bụng ra, phải ngủ bắp phành bụng ra mà. Nó ví dụ như mà chúng về chùa đông đông gì, những đức buổi tối nhà đức đi một vòng, nhà đức coi thử coi ta nằm ngủ làm sao, chỗ ở làm sao. Thấy có nhiều bà tờ ở bà nằm kế cái tường, cái bà đưa cái chân mới lên tường ngủ, ngủ với bà ngủ ghê chợ, đưa cái chân lên tường còn một chân ở dưới, một chân lên tường, rồi cái bụng thì đưa ấy cái áo kéo bụng lên. Mình nói tờ ở ngủ gì mà cái này mà có quay phim quay lại cái thôi bó tay, thấy chưa. Nó quý vị thấy lúc mình ngủ là mình kỳ lắm, hiểu không? Nên Thái tử Tất Đạt Đa ngày nhìn cái ngày nói: ô thì ra vô thường, hiểu không? Nó thấy nước miếng nước mồm chảy tùm lum tùm la, ngủ gì thì ghê quá, thấy chưa? Đó, nên cái đẹp ở cõi đời này nó vô thường lắm mới bị ô. Hiểu không? Chỉ có về cực lạc nó mới không già không xấu nghe. Giờ ai muốn về cực lạc đưa tay coi. À, ngon nghe. À, cái pháp hội này đặc biệt nha. Trời ơi, cả đời mà bao nhiêu để về cực lạc là tôi đi đến thế gian này khổ cỡ nào tôi cũng chịu được. Khổ cỡ nào cũng chịu được, thấy không? Những đức nói thật nghe, dù những đức ở đâu đi chăng nữa cũng hai bà giảng đó, những đức sẽ giảng một câu ai Phật niệm đến cùng quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Hai cái bài này là số 1. Nhớ. Tại vì sao? Tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc mà. Hai cái đề đó là tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Người mà tu tịnh độ mà nghe hai cái bài đó là không bỏ niệm Phật đâu, chắc chắn quý vị luôn. À, nghe hai bài đó là không bao giờ bỏ, nó không bao giờ bỏ tịnh độ đâu. Mà bỏ hai bài đó chừng bỏ tịnh độ đó. À, bỏ tịnh độ đó. Tại vì những đức lấy tịnh độ cô động lại hai cái bài đó để mà gầy dựng tín nguyện cho chúng ta cả đời niệm Phật. Mà chính những đức nhờ học hai bài đó mà tính tâm kiên cố, kiên định sâu đó quý vị thấy không. Bước lên mà nói chuyện cũng lay quay cũng gần tiếng rồi đó, sơ sơ gần tiếng đồng hồ, thấy không? À, thôi bây giờ á, ở đây thì cũng hầm nóng quá, chúng ta giờ này cũng 10 giờ quý vị. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị và cả bản thân những đức, chúng ta sống trong cuộc đời này nhiều kiếp nạn lắm, mong làm sao sự tu hành của chúng ta kiên định được cái tâm, dù là trở ngại gì, dù gặp sự cố gì trong cuộc đời, dù ở đâu cũng phải tu thôi. Vì ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng à, không tu không được đâu. Đời này mà đến cái cõi này mà mình mà không gặp Pháp Môn niệm Phật, không niệm Phật là đi đến đây vô nghĩa lắm. Dù có là ông này bà nọ giàu sang phú quý cũng vô nghĩa lắm, cuối cùng đi đọa lạc à. Nó nên quý vị ngồi ở đây có những người mới đến lần đầu, những đức phiên bị chân thật cố gắng niệm Phật đi. Câu Phật hiệu này hay lắm nha, hay rồi, nó hay không tưởng tượng được. Câu Phật hiệu này hay dữ lắm, niệm đi, hiểu không? À, rồi quý vị niệm chân thành đi, rồi quý vị sẽ thấy cực kỳ đặc biệt, thù thắng lắm. Đi cuốc đất, đi trồng rau, đi làm cái gì cũng niệm Phật đi. Đi lượm rác cũng niệm Phật, đi buôn bán cũng niệm Phật. Cứ đeo cái máy niệm Phật nhà Đức tặng á, lúc nào cũng đeo. Lúc nào mà có người ta mà hơi khó xử chút để vô trong. Có nhiều bà hỏi là có cái hình của thầy để vô trong được không? Những đức nói tôi không sợ ai hết. Tôi không có sợ, đừng nói thịt da mà tôi sợ. Tôi liều mạng lắm. Hiểu không? Nên từ nơi đó, chúng sanh lợi ích, bản thân mình không có gì để nói tới. Hiểu chưa? Chúng sanh lợi ích, bản thân mình không có gì để nói tới. Những đức nói cả đời, những đức học Phật, những đức không biết gì nhiều.
Nhưng xin thưa quý vị, những cái hình thức đối những đức thôi cho qua hết đi. Bản thân những đức không quan trọng bản thân mình. Riêng bản thân những đức không có quan trọng quý vị kính hay không kính. Quý vị cứ chân thật niệm Phật là quý vị sẽ tự có kính. Tự sẽ có kính cái tâm đó liền chắc chắn luôn. Vui vẻ an lạc thì kính à. Người ta khắp nơi người ta nghe những đức giảng, người ta vui, người ta an lạc, người ta gặp, người ta kính trọng ghê chưa? Rõ ràng người ta vui người ta mới kính được quý vị ô. Không vui sao kính? Hiểu không? Thôi chúc quý vị an lạc nghe. Đúng chào thế hệ hẹn gặp ở cực lạc nghe. Chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Thác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con phát Bồ Đề Tâm lễ Quán Thế Âm Bồ Tát 2000 lại. Ngày nay chúng con lễ nó là viên mãn được 2000 lại. Bây giờ này đệ tử chúng con cúng thí thực và phóng sanh, nguyện đem toàn thể cái công đức nghe pháp, niệm Phật, phóng sanh cúng thí thực này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị. Nguyện cái công đức này mà quý vị thân tâm thường an lạc, phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan, chết ức và chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư hương linh, nguyện cho tất cả chư vị đều được thừa hưởng những công đức này mà thần thức sáng suốt, biết tỉnh táo, biết nương một bộ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng gà kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất tiết tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đăng ngũ tình chung ngã kim tí như cung, thử thực biến thập phương nhất tiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đăng cô hồn chung ngã kim tí như cung, thử thực biến thập phương nhất thiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đăng cô hồn chung ngã kim thí như cung, thử thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, phạ việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng.
Nam mô xá thắng tham Bồ Tát, Nam mô xá thắng tham Bồ Tát, Nam mô xá thắng tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh. Thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp đồ, Nam mô Tây phương Cực Lạc, Đại từ Đại bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Chúng ta đọc tam quy y xong mình phóng sanh. Cái công đức phóng sanh rất là lớn nha quý vị. Nhớ mình đã nghe Phật pháp rồi, dù con ruồi, con muỗi, con kiến nó lỡ nó cắn mình cũng không có giết nó. Thí dụ như con muỗi lỡ chích mình cái, mình không cho nó miếng máu thì thôi mình đuổi nó đi, mình đi đập nó cái bạch chi không, nó không có tốt gì hết. Từ nơi đó mà mình biết Phật pháp rồi, mình không có sát sanh nữa, mà mình còn tập ăn chay trường và phóng sanh. Cái công đức này lớn dữ lắm quý vị. Gia đình quý vị mà ăn chay là gia đình nó bình yên liền, chắc chắn quý vị luôn. Nên chúng ta đọc tam quy y mình thả chim. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa vàng sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa vàng sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa vàng sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Chúng ta đi vào trong chai đường kiếm cơm đồ ăn quý vị nha.